Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng mình lại được gặp nhau trong môn lịch sử. Các em chuẩn bị cho cô sách lịch sử, vở, bút. Trong giờ học, các em tập trung nghe giảng và trả lời các câu hỏi của cô nhé. Trước khi vào bài, cô kiểm tra bài cũ. Câu hỏi thứ nhất, khi nhắc đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938, ta nhớ đến ai? Ta nhớ đến Ngô Quyền. Ngô Quyền là người đã có công đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đấy. Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào với nước ta thời bấy giờ? Chiến thắng Bạch Đằng đã kết thúc thời kỳ nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc. Ngô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất. Tình hình của nước ta thời đó như thế nào? Hôm nay cô trò chúng mình cùng tìm hiểu qua bài lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 1. Tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 25 đọc đoạn Ngô Quyền trị vì đất nước cho đến trong khi đó quân thù ngoài bờ cõi đang lăm le xâm lược và cho cô biết sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào? Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình lục đục tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng. Ruộng đồng, làng mạc bị tàn phá. Quân thù ngoài bờ cõi lăm le xâm lược. Sau đây, các em cùng quan sát lược đồ 12 sứ quân. Đứng đầu các sứ quân thời đó là Ngô Xương Xí, Đỗ Cảnh Thạc, Ngô Nhật Khánh, Kiều Công Hãn, Kiều Thuận, Nguyễn Khoan, Nguyễn Thủ Tiệp, Lý Khuê, Lã Đường, Trần Lãm, Phạm Phòng Ất, Nguyễn Siêu. Ở thời đó, vùng Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình ngày nay có một người cương nghị, mưu cao, chí lớn, ngay từ nhỏ đã biết bày binh bố trận, khiến trẻ con thời ấy phải nể sợ. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh. Đây là tranh vẽ Đinh Bộ Lĩnh chơi trò đánh trận cờ lau. Người ngồi trên kiệu tay chính là Đinh Bộ Lĩnh đấy, các em ạ. Chúng ta cùng tìm hiểu sang hoạt động 2. Em biết gì về Đinh Bộ Lĩnh? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm sách giáo khoa trang 26, đoạn từ Bấy giờ cho đến Thái Bình. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nào. Đinh Bộ Lĩnh sinh ra và lớn lên ở đâu? Đinh Bộ Lĩnh sinh ra và lớn lên ở vùng Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình ngày nay. Các em cùng quan sát trên bản đồ, đây chính là vị trí của Hoa Lư ở Ninh Bình. Ông là người như thế nào? Ông là một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn. Thuở nhỏ, ông thường làm gì? Thuở nhỏ, ông thường chơi với bọn trẻ chăn trâu. Ông hay bắt chúng khoanh tay làm kiệu để rước ông và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ con xưa ấy đều nể sợ, tôn ông làm anh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé! Lớn lên gặp buổi loạn lạc, ông đã làm gì? Lớn lên gặp buổi loạn lạc, ông đã xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, đem quân đi đánh các sứ quân khác. Ông đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước? Năm 968, ông đã thống nhất được Giang Sơn, lên ngôi hoàng đế, xưng là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, niên hiệu Thái Bình. Sau khi đất nước thống nhất, đời sống của nhân dân ta như thế nào? Sau khi đất nước thống nhất, đời sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc, dân lưu tán trở về quê cũ, đồng ruộng trở lại xanh tươi,
và người người ngược xuôi buôn bán. Đây là phong cảnh cố đô Hoa Lư ngày nay, một phong cảnh thanh bình, xanh tươi và trù phú. Để tưởng nhớ công ơn của Đinh Bộ Lĩnh, nhân dân ta đã lập đền thờ ông. Và đây là đền thờ Đinh Bộ Lĩnh ở cố đô Hoa Lư. Trong khuôn viên của đền có tượng cờ lau Đinh Bộ Lĩnh. Ở trong đền có tượng thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Bây giờ cô mời các em xem một đoạn phim hoạt hình về Đinh Bộ Lĩnh nhé. Các em có thích không? Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân. Năm 944, một quyền mất, triều đình rơi vào lục đục tranh giành quyền lực. Đất nước bị chia cắt thành 12 vùng, sử cũ gọi là loạn 12 xứ quân. Dân chúng đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá, quân thù lăm le ngoài bờ cõi. Bọn kia, mau rời đi chỗ khác, bọn ta sẽ bắt cá ở đây. Đây là địa phận làng thôi, các anh từ đâu tới định tranh giành hả? Không nói nhiều, hôm nay ta phải bắt cá ở đầm này, các người mau cút đi. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Được, vậy thì hãy tỉ thí xem cái nào mạnh hơn. Nếu bên nào thua, phải nhường đầm cá này lại. Thôi được. Ta xưa nay chưa từng thua đấu võ với đứa bé nào ở vùng này cả. Giờ xin phục và đi theo ngươi. Đều là vùng này cả, chúng ta nên bảo vệ nhau. Cậu bé được khiên kiệu đó chính là Đinh Bộ Lĩnh. Thuở nhỏ ông chơi với đám trẻ chân trâu. Ông hay bắt chúng vòng tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Bọn trẻ rất nể phục nên tôn ông làm anh. Những điều này cho thấy từ nhỏ Đinh Bộ Lĩnh đã là người rất có tài và có chí lớn. Ông anh, bày trận cờ lau chơi thôi. Lính đâu, chuẩn bị bày trận. Tất cả chia làm hai đội. Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh cùng những người bạn thân thiết đứng lên tập hợp lực lượng, rèn vũ khí, chiếm giữ vùng Hoa Lư, chờ thời cơ dẹp loạn. Căn cứ của ông dần mở rộng từ Hoa Lư ra đến vùng đồng bằng ven biển sông Hồng. Để tăng thêm lực lượng, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với số quân Trần Lãm ở Thái Bình bằng việc đưa con trai là Đinh Liễn sang đầu quân cho Trần Lãm. Đinh Bộ Lĩnh được Trần Lãm trao toàn bộ binh quyền và tiếp tục chiêu mộ binh lính, xây dựng lực lượng hòng thu phục các số quân. Sau đó, ông dẫn đại binh ra giao châu lần lượt đánh bại, chiêu dụ được các sứ quân còn lại. Đối với hai sứ quân Ngô Nhật Khánh và Ngô Xương Xí, Đinh Bộ Lĩnh không dùng binh đao mà dùng kế dụ hàng. Thưa chủ tướng, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc rất mạnh, có thành cao và hào sâu. Để thu phục được sứ quân này, e là gặp nhiều khó khăn. Ta đã có kế sách.
Ban đêm chúng ta sẽ cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào trại quyền của sứ quân. Khi đó Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà, không ứng cứu được nhau. Vậy để thần đi chuẩn bị. Hai bên tiếp tục giao tranh hơn một năm. Cuối cùng Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên và chết. Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành. Thưa Vũ tướng, biết ta sắp đánh thành, sư quân Nguyễn Siêu đem một vạn quân đóng ở thành Đàm, Hà Nội, chuẩn bị đối phó với quân ta. Giao tranh kéo dài, chắc chắn sẽ tổn thất nhiều. Đều là người Việt cả, nhưng nhất định phải chấm dứt loạn lạc, đất nước phải thu về một mối. Có như vậy dân chúng mới an ổn được. Trong trận giao đấu đầu tiên, bên nghĩa quân Đinh Bộ Lĩnh bị mất bốn tướng: Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết, Cao Sơn. Sau đó sư quân Nguyễn Siêu chia một nửa quân giữ trại, một nửa vượt sông tìm viện binh các xứ khác. Đang vượt sông, cánh quân này bị gió lớn làm đắm thuyền. Biết tin, Đinh Bộ Lĩnh cho quân tấn công tiêu diệt, sư quân Nguyễn Siêu bị giết chết. Đối với sư quân Kiều Công Hãn, thấy nghĩa quân của Đinh Bộ Lĩnh quá mạnh nên chạy vào Thanh Hóa để liên kết với sư quân Ngô Xương Xí. Nhưng chạy đến Vạn Kiếp, Nam Định thì bị hào trưởng địa phương là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh. Kiều Công Hãn bị thương, bỏ chạy, sau đó thì mất. Các sư quân còn lại tiếp tục bị nghĩa quân của Đinh Bộ Lĩnh đánh bại hoặc thu phục quy hàng. Đến cuối năm 967, cuộc chinh chiến dẹp loạn kết thúc. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Niên hiệu là Thái Bình, kinh đô là Hoa Lư. Một quốc gia độc lập, có quốc hiệu, có nhà nước riêng, do hoàng đế đứng đầu đã được xác lập. Thắng lợi của Đinh Bộ Lĩnh trong dịp loạn 12 sứ quân và lập nên nhà nước Đại Cồ Việt là thắng lợi của tinh thần tự lập, tự cường, tự tôn dân tộc. Đó cũng là thắng lợi có tính thời đại sâu sắc, thống nhất quốc gia, xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền vững mạnh trước nguy cơ xâm lấn của ngoại bang phương Bắc, mở đầu cho các triều đại phong kiến nước ta sau này. Các em vừa xem xong đoạn phim hoạt hình về Đinh Bộ Lĩnh. Qua bài lịch sử hôm nay, các em ghi nhớ được điều gì? Qua bài học hôm nay, các em cần ghi nhớ: Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc do các thế lực phong kiến gây nên trong hơn 20 năm. Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nước năm 968. Đây cũng chính là phần ghi nhớ của bài ở sách giáo khoa trang 26. Các em có thể về nhà xem lại phần ghi nhớ này ở trong sách giáo khoa nhé. Trước khi kết thúc bài học, chúng mình cùng chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên Tìm nhà sử học tài ba. Trò chơi gồm có 5 ô chữ. Nếu các em giải đúng 5 ô chữ, sẽ tìm ra được ô chữ ở hàng dọc. Chúng ta cùng chơi nào! Ô chữ thứ nhất gồm có 8 chữ cái. Đây là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh. Quê hương của Đinh Bộ Lĩnh ở Ninh Bình. Ô chữ thứ hai gồm có 7 chữ cái. Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì? Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn. Ô chữ thứ 3 có 8 chữ cái. Sau khi lên ngôi, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu nước ta là gì? Là Thái Bình. Ô chữ thứ 4 có 8 chữ cái. Đinh Bộ Lĩnh là người như thế nào? Là người có chí lớn. Ô chữ thứ 5 gồm có 12 chữ cái. Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào? Loạn 12 sứ quân. Như vậy, chúng ta đã tìm được ô chữ ở hàng dọc. Đó chính là Hoa Lư. Cô khen các bạn đã tích cực học tập trong giờ học ngày hôm nay. Về nhà, các em xem lại kiến thức vừa học, chuẩn bị bài mới, bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.